Do đó lại có bố thí ba la mật đa, tịnh giới ba la mật đa, an nhẫn ba la mật đa, tinh tấn ba la mật đa, tịnh lự ba la mật đa, bát nhã ba la mật đa xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có chân như pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, định pháp, trụ pháp, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghì xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có thánh đế khổ, thánh đế tập, thánh đế diệt, thánh đế đạo xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có pháp môn giải thoát không, pháp môn giải thoát vô tướng, pháp môn giải thoát vô nguyện xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có năm loại mắt, sáu phép thần thông xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có 10 lực Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, 18 pháp Phật bất cộng xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có tất cả pháp môn đà la ni, tất cả pháp môn tam ma địa xuất hiện ở thế gian. Do đó lại có tất cả thanh văn thừa, tất cả độc giác thừa, tất cả đại thừa xuất hiện ở thế gian.